Thưa quý vị, ngành nông nghiệp huyện Mỏ Cày Nam đang khuyến khích hỗ trợ nông dân mở rộng diện tích dừa hữu cơ, tạo chuỗi liên kết với các doanh nghiệp để đảm bảo đầu ra cho trái dừa, nâng cao thu nhập bền vững. Đây cũng là một trong những việc làm cụ thể nhằm thực hiện nghị quyết số 07 của tỉnh ủy Bến Tre về xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung gắn với chuỗi giá trị hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, trong đó có cây dừa. Cây dừa được xác định là cây trồng chủ lực của huyện. Trên cơ sở nghị quyết số 05 của huyện ủy Mỏ Cày Nam về phát triển ngành nông nghiệp theo hướng tập trung, nâng cao chất lượng, hiệu quả và bền vững giai đoạn 2020-2025. Do đó, các cấp các ngành không ngừng ra sức hỗ trợ nông dân nâng cao chất lượng cho cây dừa, xây dựng chuỗi giá trị, thực hiện liên kết để nông dân trồng dừa gắn kết với các doanh nghiệp nhằm tạo đầu ra ổn định. Hiện huyện Mỏ Cày Nam có hơn 5.000 hecta dừa được chứng nhận hữu cơ, chiếm gần 30% diện tích dừa toàn huyện. Việc liên kết giữa doanh nghiệp với các hộ nông dân trồng dừa, tổ hợp tác, hợp tác xã để phát triển sản xuất trong thời gian qua đã giúp nông dân trồng dừa tăng thu nhập từ 10 đến 15% so với cách trồng dừa đơn lẻ, mạnh ai nấy trồng nấy bán. Hồi chú tham gia dừa hữu cơ cũng hơi bỡ ngỡ. Sau đó nhờ sự giúp đỡ của công ty DDMS thì hướng dẫn chú chăm sóc dừa hữu cơ theo phân vi sinh và phân chuồng ủ oai á, thì công ty nó có cấp cái giấy chứng nhận cho chú là mua cái giá cao hơn cái giá thị trường. Nói chung là cái giá dừa giảm á, công ty BDMS mua cao hơn khoảng 5-7 ngàn một chục. Bên cạnh đó, việc thực hiện chuyển giao khoa học kỹ thuật chăm sóc vườn dừa, phòng trừ sâu bệnh cũng được các cơ quan chức năng phối hợp các doanh nghiệp chuyển giao đến nông dân kịp thời. Từ đó bà con an tâm chăm sóc, cải tạo vườn dừa theo quy trình sản xuất sạch, hữu cơ gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Khi người nông dân tham gia cái liên kết sản xuất vườn hữu cơ thì đã được những cái lợi ích. Thứ nhất về cái lợi ích kinh tế thì được doanh nghiệp là ký kết thu mua bao tiêu sản phẩm từ tăng lên so với thị trường từ 5 tới 15% tùy theo cái giai đoạn mà tham gia vào chuỗi liên kết. Cái thứ hai về mặt kỹ thuật thì được cái là công ty phối hợp với ngành khuyến nông để tổ chức chuyển giao quy trình kỹ thuật canh tác dừa hữu cơ cho người nông dân. Nhờ liên kết thông qua hợp tác xã để sản xuất dừa theo hướng hữu cơ và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, mà hiện nhiều hộ dân tham gia hợp tác xã nông nghiệp Định Thủy đã có đầu ra ổn định và nâng cao thu nhập nhờ bán dừa được giá cao so với trước đây, cũng như cơ bản vẫn đảm bảo được việc làm cho thành viên của hợp tác xã, ngay cả khi thời điểm giá dừa sụt giảm. Nói chung là hợp tác xã là đây để tạo cái thuận lợi cho bà con nông dân mình, là giúp cho bà con có công ăn việc làm. Nói chung là tụi tôi làm từ 7 giờ cho đến 11 giờ, chiều từ 1 giờ cho đến 17 giờ, thì nói chung là chỉ nghĩ là ngày thứ bảy với ngày chủ nhật. Hiện trên địa bàn huyện có các doanh nghiệp như công ty dừa Lương Quế, dừa Á Châu, Petrimet, Hào Quang, dừa xanh, Thuận Phong tham gia liên kết sản xuất kinh doanh ngành dừa. Các sản phẩm cơm dừa nạo sấy, nước cốt dừa, nước dừa đóng hộp, dầu dừa, than gáo dừa cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu, góp phần nâng cao lợi nhuận cho chuỗi giá trị dừa của huyện. Nhiều doanh nghiệp ứng dụng tốt tiến bộ khoa học công nghệ nên các sản phẩm từ dừa không ngừng nâng cao về số lượng và chất lượng, từ đó giá trị mang lại cũng tăng lên. Chính sách của công ty trong thời gian tới thì ngoài những cái chính sách về thu mua, công ty sẽ có thêm một số cái chính sách về canh tác cho bà con, chẳng hạn như là tập huấn cho bà con canh tác về vấn đề hữu cơ, tập huấn cho bà con về cái cách phòng trừ sâu bệnh, chẳng hạn như dịch sâu đầu đen hiện tại. Và cái chi phí này là công ty đang thực hiện là tài trợ 100% cho bà con nông dân trồng dừa. Để tạo chuỗi liên kết ngành dừa hoạt động hiệu quả, huyện đã có nhiều định hướng để các ngành đơn vị địa phương khắc phục tình trạng sản xuất quy mô nhỏ ở từng hộ gia đình thông qua việc xây dựng chuỗi liên kết giữa người trồng, thu mua, doanh nghiệp chế biến dừa với hình thức phù hợp. Đồng thời đẩy mạnh liên kết hợp tác giữa doanh nghiệp với các tổ chức liên kết người trồng dừa để phát triển mạnh vườn dừa hữu cơ nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường. Người dân trồng dừa là phải được tập huấn, trong thời gian vừa qua cái giải pháp là phải được tập huấn, phải biết thế nào là chăm sóc và canh tác vườn dừa hữu cơ. Cái thứ hai nữa là trong quá trình xây dựng vườn dừa hữu cơ này thì người dân phải tuân thủ theo các cái chuẩn hữu cơ của các cái công ty doanh nghiệp. Cái thứ ba nữa là cái người dân là phải sẵn sàng thực hiện cái dừa hữu cơ, là loại bỏ cái canh tác hoặc là bỏ dần cái canh tác mà cái truyền thống mà không phải là hữu cơ như lúc trước. Có dừa hữu cơ rồi thì chúng ta phải có cái giải pháp để cung ứng, để xuất bán cái dừa hữu cơ này một cách
đồng loạt và nó có hiệu quả thì chúng ta phải thực hiện cái liên kết. Việc thực hiện liên kết sản xuất phát triển vùng nguyên liệu dưa hữu cơ trên địa bàn huyện là một điểm nhấn trong sản xuất nông nghiệp nông thôn, không chỉ có ý nghĩa về hiệu quả kinh tế chính trị xã hội, mà đây còn là cơ hội, là điều kiện thuận lợi để nhà nước, doanh nghiệp, nông dân sát cánh hỗ trợ lẫn nhau, góp phần thúc đẩy nâng cao giá trị cây dừa theo hướng phát triển toàn diện.